Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện A Lưới những ngày qua, để khẩn trương tổ chức tầm soát và phát hiện nhanh cả ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử hàng chục cán bộ y bác sĩ nhanh chóng cơ động lên địa bàn huyện miền núi A Lưới để phối hợp với lực lượng y tế triển khai công tác truy vết, tầm soát giúp địa phương. Ngay sau khi huyện A Lưới phát hiện cả ca nhiễm COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 12 cán bộ y bác sĩ có chuyên môn cao của các cơ quan đơn vị nhanh chóng lên đường phối hợp với ngành y tế, giúp địa phương khẩn trương tổ chức tầm soát ngay từ đầu để ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ y bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khắc phục khó khăn, phối hợp cùng lực lượng y tế của tỉnh, huyện A Lưới, Quân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 Quân khu 4 thực hiện tốt nhiệm vụ tầm soát tại các thôn, tổ dân phố, trường học thuộc các xã, thị trấn. Nhận được lệnh điều động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đội quân y chúng tôi đã cơ động lên địa bàn huyện miền cao A Lưới. Từ ngày hôm qua đến giờ, đội chúng tôi chia làm cả hết là 4 tổ nhỏ. Chúng tôi đi đến nhiều địa điểm khác nhau. Riêng với tổ chúng tôi thì cho từ chiều hôm qua đến giờ chúng tôi đã tầm soát trên diện rộng được khoảng trên 2.000 ca. Và biết là thời tiết không ủng hộ chúng tôi, mưa và rất lạnh. Và những chúng tôi đã sẵn sàng nhận hoàn thành tốt và nhiệm vụ mà cơ quan đơn vị đã giao phó cho chúng tôi. Việc khẩn trương tầm soát truy vết trên diện rộng để kịp thời phát hiện các ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 sẽ giúp địa phương có các biện pháp khoanh vùng dập dịch, hạn chế các đối tượng bị lây nhiễm. Qua 2 ngày tham gia tầm soát, bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng, đội ngũ cán bộ y bác sĩ và các lực lượng y tế địa phương đã tranh thủ từng giờ từng phút, kịp thời tầm soát được hơn 7.270 người. Trong đó, cán bộ y bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp tầm soát được gần 2.130 người. Mặc dù làm việc trong điều kiện không thuận lợi và hết sức nguy hiểm, tuy nhiên đội ngũ cán bộ y bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nêu cao phẩm chất của người lính Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù là khối lượng công việc rất là nhiều và bà con nhân dân đến rất đông và có lúc là bất cập về cái ngôn ngữ, nhưng mà với tinh thần người lính thì chúng tôi đã cố gắng hết sức, không quản ngày đêm, chúng tôi làm xuyên trưa, xuyên tối. Đây là một nhiệm vụ, tôi thấy là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với bà con nhân dân, để kịp thời khống chế được dịch COVID-19, để đảm bảo về an sinh cho nhân dân. Những ngày tới, cán bộ y bác sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tầm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện. Việc kịp thời cử hàng chục cán bộ y bác sĩ lên giúp huyện A Lưới trong công tác tầm soát dịch bệnh là việc làm hết sức trách nhiệm và nhân văn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đó góp phần quan trọng giúp địa phương kịp thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, cũng như thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.